Vâng à, kết thúc phiên giao dịch ngày 7 tháng 6 thị trường của chúng ta đã có một cái pha quay xe khá là nhanh ở gần cuối phiên chiều à, khi mà đã có những thời điểm là thị trường của chúng ta đã về đến cái vùng tận 1260 sau đó thì cũng đã có những cái nhịp rút chân ở phiên sáng Tuy nhiên đến thực sự đến gần cuối phiên chiều thì lúc đó là cái lực à, dòng tiền vào cũng như cái lực rút chân nó mới mạnh à, nó khiến cho chỉ số của chúng ta có những thời điểm là đã đâu đó đã giảm khoảng tầm là đến gần 30 điểm nhưng sau đó lại được hấp thụ ngược trở lại và kết phiên tăng điểm với một cái mức tăng tuy nó không nhiều nhưng lại tạo ra những trạng thái tâm lý khá là tích cực cho nhà đầu tư khi thị trường của chúng ta đã kết phiên ở mức tăng hơn một điểm Thế vậy thì với cái việc mà cái nến rút chân dài như thế này và cái dòng tiền được hấp thụ lại ngược trở lại ở cuối phiên thì liệu nó đã là tốt cho toàn bộ thị trường chung hay chưa đâu là những mã mà chúng ta cần phải lưu ý cũng như là chúng ta cần phải nhận định thị trường như thế nào cho thực sự là khách quan và đúng với bản chất của thời điểm hiện tại thì tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Dạ vâng, thì em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube cộng đồng cpht 33 thì với những anh chị nào mà mới xem video của em lần đầu thì các anh chị là có thể ủng hộ kênh bằng nút là bấm nút đăng ký kênh nhé. Cũng như là để trong thời gian tới thì em cố gắng sẽ là ra video một cách thường xuyên hơn. À, cố gắng các anh chị nhé. Vì thực sự là sức khỏe của em nó vẫn chưa chưa sẵn sàng cho một cái nhịp là sẽ quay trở lại liên tục. Ok, thì bây giờ em sẽ quay trở lại với yếu tố về thị trường. À, phim hôm nay thì nếu mà các anh chị mà nhìn về mặt gọi là nhìn về mặt điểm số cũng như là cái cách mà thị trường rút chân lên ấy, thì rất nhiều các nhà đầu tư cho rằng là thị trường đã có một nhịp rũ bỏ và thị trường chung của chúng ta sẽ có một cái nhịp đi lên để chinh phục những cái mốc mới và có thể là nhiều nhà đầu tư thì coi đây là một nhịp rũ bỏ và tạo ra một cái nhịp uptrend mới thì thực ra thì nếu mà đánh giá như vậy thì chúng ta sẽ đánh giá có vẻ gì đó nó hơi bị là bị fomo và hưng phấn theo cái nhịp hồi phục này của thị trường đó tức là chúng ta phải nhìn rõ lại được là cái phiên hôm nay đó các anh chị phải nhìn thấy rõ là uh, phim này thực ra nó có sự phân hóa rất là mạnh cũng như là cái nhịp rút chân này nó không phải là rút chân của toàn bộ thị trường đó để cho các anh chị có thể nhận định rõ cũng như là nhìn thấy rõ được là thị trường của chúng ta hiện nay nó không phải là hồi phục theo toàn bộ thị trường bởi vì sao các anh chị có thể nhìn thấy được là nếu trong cái đà hồi phục này thì gần như là có những mã cổ phiếu nó nó hồi phục được hết và thậm chí nó còn tạo ra được đà tăng trước cái nhịp rơi thí dụ như là một số mã của dòng dầu khí hoặc là dòng thủy sản hoặc là một số mã thuộc dòng uh, càng biển thế nhưng nó không phải là hoàn toàn khi mà rất nhiều cái mã cổ phiếu bất động sản ngân hàng hay là chứng khoán thì nó có những cái nhịp hồi phục nhưng thậm chí có những mã nó còn giảm sâu hơn so với cái nhịp thị trường tạo đáy ở đây đó và bản thân trong những phiên gần đây thì dù thị trường có đi ngang, thị trường có đi lên hay là thị trường có điều chỉnh thì với một số những mã cổ phiếu bất động sản nó vẫn có những nhịp điều chỉnh và nó gặp những áp lực bán nhưng ngược lại thì những mã cổ phiếu khác như em vừa đề cập hay là thí dụ như là dòng phân bón ấy, thì nó đều có những mức hồi phục rất là tốt đó và thị trường thực ra cái nhịp đạp này của thị trường này thì em đánh giá nó cũng không có gì là bất ngờ cả bởi vì thị trường cần có một cái nhịp test lại đáy khi mà thị trường đã đi lên cái vùng cản tâm lý đó vùng cản 1300 thì nó cần có một cái nhịp test lại cái vùng 1250 đến vùng 1260 ở đây đó thì cái nhịp hôm nay nó là một cái nhịp test điểm số tức là test điểm số rồi nhá chứ còn test cung cầu của toàn bộ thị trường thì nó là không đúng đó thí dụ như em nói ví dụ như là DXG đó. hôm nay thị trường hồi phục hôm qua nó giảm sàn thì đã đành đến hôm nay thị trường bị bán mạnh xong là thị trường hồi phục nó cũng không không hồi phục và nó vẫn cứ giảm sàn đó rõ ràng thì cái nhịp hồi phục này nó không, chúng ta sẽ không thể đánh giá được là toàn bộ thị trường vì đánh giá như vậy thì nó sẽ không thực sự là khách quan các anh chị nhìn thấy đấy ạ c4g cũng vẫn giảm này tất nhiên là nó cũng có rất nhiều cổ phiếu nó có những cái nhịp rút chân nhưng chúng ta nhìn thấy là cái nhịp hồi phục của thị trường với nhịp hồi phục của cái nhóm bất động sản dường như là nó không đồng pha đó các anh chị nhìn thấy đây rất nhiều cái mã cổ phiếu nó không đồng pha và nó có sự phân hóa rất là rõ rệt ở đây đó tức là cổ phiếu mạnh thì nó vẫn mạnh mà cổ phiếu đang gặp những cái nhịp yếu cũng như là có những câu chuyện riêng của nó câu chuyện này là câu chuyện là không tốt nhé thì nó vẫn cứ đi theo những cái vận, vận động như vậy đây em mở cho anh chị rất nhiều cái mã ở đây đó do đó thì thời điểm hiện tại để mà chúng ta đánh giá về mặt điểm số thị trường để đưa ra quyết định đầu tư chung cho toàn thị trường thì dường như đó là một điều nó không nó không đúng nó không khách quan đó như vậy thì thị trường hiện tại sẽ chia ra thành những mã cổ phiếu có câu chuyện những mã cổ phiếu không có câu chuyện và trong những mã cổ phiếu có câu chuyện thì sẽ lại chia ra làm hai luồng đó là những mã cổ phiếu có câu chuyện tốt và có những mã cổ phiếu thì có những câu chuyện là không được tốt không được tốt ở đây là gì thí dụ như là nhóm bất động sản khi các anh chị có thể thấy được là uh, hôm qua thì cũng đã ra những cái thông tin là sẽ siết tiến dụng và thanh tra với những mã bất động sản những cái doanh nghiệp mà có vấn đề ở trong đó đó thì sẽ siết nhưng những mã làm ăn bình thường uh, giấy tờ thủ tục bình thường ok thì không sao cả đó nên là ở đâu đó thì có thể là cái này những cái luồng thông tin uh, chạy trước thị trường hay không thì chúng ta không biết đó thế nhưng mà ở đây chúng ta có thể thấy được bất động sản thì cũng có những cái sự phân hóa là tức là có những uh, phân hóa này thì nó không quá lớn đâu nhưng mà chúng ta nhìn thấy là có mã thì giảm sâu nhưng có mã thì cũng có những sự hồi phục có những cái vận động là test cung đó thế nhưng mà ở một cái nơi mà nó đang tiềm ẩn những cái rủi ro thì tốt nhất là chúng ta nên tránh nếu như đối với các anh chị mà đang Uh, có ý định tham gia vào, cầm tiền mặt và tham gia vào thì chúng ta nên tránh Đó uh, Ok uh, Thế bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với thị trường Đó Thì như em đã có phân tích với các anh chị là nó có những sự phân hóa và cũng như là có những cái nhịp vận động của những mọi cổ phiếu nó không có được hưởng lợi gì hay không không có những câu chuyện gì quá lớn Thì thí dụ như là nhóm ngân hàng hay là nhóm chứng khoán thì thực ra thì các anh chị có thể thấy được ạ phim nay thì thực ra nó cũng cũng có những cái sự hồi phục rút chân đấy cũng có đấy nhưng mà uh, theo em đánh giá thì cảm giác đâu đó nó vẫn chưa đủ cho một cái một cái con sóng tăng mặc dù phim nay cũng có nhiều mã cổ phiếu đầu ngành uh, có những nhịp rút chân rất là mạnh như sss này nó ssi cũng rút chân cũng khá là tốt này đó thế nhưng ở đâu đó thì cảm giác là dòng tiền vẫn chưa đủ để tạo ra một cái con sóng sóng tăng tiếp theo mà nếu có thì ít nhất cũng phải qua độ 1 đến 2 tuần nữa. Đó. Ok, tức là các anh chị ở uh, hình dung đây nhá. Với các anh chị mà đang nắm những mã cổ phiếu thuộc dòng chứng khoán, ngân hàng bất động sản thì thực ra ở cái nhịp này để mà tư vấn cho các anh chị bán thì nó cũng rất là khó mà kiểu mua cũng rất là khó, mua thì chắc chắn là không mua được. Nó còn bán đi như thế nào thì thực sự rất là rất là khó. Đó, thì vậy thôi thì tạm thời chúng ta cứ để để đó tạm thời để đó mà nếu như các anh chị mà muốn tham gia thì nhiều này không thiếu đâu cái này không phải là vấn đề là không phải là vì hôm nay là thị trường của chúng ta có một cái nhiều hồi phục như thế này mà em làm video thực ra em cũng đã định làm video tối qua cơ nhưng mà hôm qua thì máy em nó có chút trục trặc đó thì thí dụ như các anh chị mà muốn tham gia thì các anh chị nên tham gia với những cổ phiếu mà nó đang có những yếu tố vĩ mô được hưởng lợi thí dụ như là Uh, em nói ví dụ như là đối với nhóm diệt may, nhóm điện, nhóm lương thực, nhóm thủy sản, nhóm xuất khẩu, nhóm bảo hiểm. Đó, đây là những những cái nhóm cổ phiếu mà các anh chị có thể tham gia được mà các anh chị không lo ngại quá nhiều về yếu tố thị trường. Lý do bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là nó có yếu tố vĩ mô ủng hộ. Đó, phép tăng lãi suất thì thì đương nhiên là gì? là Việt Nam thì rồi cũng sẽ phải tăng lãi suất thôi để mà cân bằng lại cái tỷ cái tranh lệch tỷ giá đồng đô. Đó. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại thì những cái mã cổ phiếu nào mà nó có yếu tố xuất khẩu nhiều, xuất khẩu và xuất khẩu đến những cái thị trường như EU hoặc là uh, những cái thị trường mà uh, sử dụng đồng đô là là phương tiện để mà giao dịch. Đó, thí dụ như là những cái mã mà nó xuất khẩu sang Mỹ nhiều chẳng hạn thấy thì đương nhiên nó sẽ được hưởng lợi từ cái chênh lệch tỷ giá. Thì nó chênh lệch tỷ giá tại sao? Chênh lệch tỷ giá nó lại đem lại cái sự hưởng lợi cho các công ty đó thì các anh chị vào cái fanpage nhé. Chứng khoán thật dễ dàng đây, các anh chị lên Facebook cho là tìm là chứng khoán thật dễ dàng. Thì ở đây ạ, à, em cũng đã có phân tích, thực ra thì là thời gian vừa qua em không có làm video không nói thường xuyên được cho nên là em cũng đang cố gắng để mà xây một cái kênh. Uh, trên Facebook thì viết thì sẽ không ảnh hưởng đến nói đó thì uh, em sẽ cố gắng để đưa ra những cái thông tin nhận định ở đây là nó sẽ có những ảnh hưởng như như thế nào đó thì những cái chính sách những cái mã nào là mã mà ngành nào nó ngành sẽ được hưởng lợi từ chính sách ở uh, vĩ mô của thế giới hoặc là của Việt Nam đó thì thí dụ em cũng có viết uh, các anh chị phải kéo xuống xuống cũng khá là lâu đấy thì em có một bài là bài về phép tăng lãi suất thì ngành nhóm ngành nào sẽ được hưởng lợi thì bản thân em cũng đã có những cái bài viết ở đây. Chú ý là các anh chị chú ý là những mã cổ phiếu uh, như là thuộc nhóm dệt may hay là nhóm uh, lương thực ở đây thì sẽ là những mã cổ phiếu mà sẽ được hưởng lợi. Đó và cũng có cập nhật cho anh chị ở đây. Đó, thí dụ như là khi thị trường tết lại vùng 1260 thì lúc này thì không nên hoảng loạn nữa mà các anh chị là nên tìm những mã cổ phiếu khỏe hoặc là đang tết lại lại nền. Thí dụ như là gNL hôm nay em cũng đã đã viết ở trong cái fanpage này còn anh chị muốn xem cái phép phép mà uh, phép tăng lãi suất thì thì uh, đâu là nhóm ngành được hưởng lợi thì anh chị sẽ kéo xuống ở bên dưới nhá em uh, có viết một cái bài ở bên dưới đấy là phân tích tại vì sao mà các nhóm ngành đó đã được hưởng lợi thì anh chị xem ở đây nhá nó em cũng không nhớ lắm cũng khá là lâu hình như từ hồi tháng tư này từ hồi tháng tư này các anh chị cố gắng mà kéo xuống một chút thì em có viết một cái bài đó đó, tức là ở trong cái fanpage này ấy, thì uh, em sẽ liên tục cập nhật ở trực ở thời gian thực luôn tức là ngay trong phiên có những biến gì chúng ta nên mua nên bán như thế nào thì chúng ta thì em cũng sẽ cập nhật ở trên đây ngoài ra thì em cũng sẽ có những cái bài viết liên quan đến những cái chính sách những cái gì được hưởng lợi và nhà đầu tư nên hành động như thế nào thì anh chị theo dõi ở trong này em sẽ có cập nhật thường xuyên đấy đó và các anh chị nhớ nhé các anh chị nhớ là bấm uh, nút uh, theo dõi nhé, bấm nút like và bấm theo dõi cái kênh ở ngay trên đầu này thì để uh, thường xuyên được cập nhật những cái thông tin mà em đưa ra bản thân hôm nay thì em cũng đã có một cái bài viết này Mỹ miễn thuế uh, pin uh, năng lượng mặt trời nhập từ Việt Nam thì đâu sẽ là những cái mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ canh tham gia trong những thời gian tới và sẽ được hưởng lợi thí dụ như là ở đây em có viết là NT2 hoặc là GEG đó. NT2 này Hiện tại thì đối với cổ phiếu này nhá Thì hiện tại là nó đang có một vùng gáp Cho nên chúng ta tạm thời chúng ta chưa tham gia Nó hoặc là GEG GEG hôm nay thì có một cái nhịp là test lại cái vùng nền đây Và bật hồi lên khá là tốt Đó, nó đang xác nhận cho một cái nhịp test nền khá là tốt Dòng tiền vào vẫn rất là mạnh ở đây nhá Đó, thì đây sẽ là những mặt cổ phiếu mà các anh chị nên canh tham gia Khi có những cái nhịp điều chỉnh Đó Ok um vậy thì là trong những cái phiên tới thì đâu là những mã cổ phiếu mà các anh chị nên quan tâm và nếu như các anh chị mà vẫn đang còn tiền mặt và có mong muốn là giải ngân đó thì sau đây thì em sẽ cập nhật đầu tiên thì em sẽ đánh giá với nhóm ngành diệt may đó nhóm ngành diệt may thì nó sẽ có những mã đầu ngành và em đang đánh giá nó có sự dẫn dắt ở đây đó là cổ phiếu của GIL và TNG thì tại sao đây lại là hai mã mà em đánh giá là nó là khỏe nhóm ngành cũng như là mang tính chất dẫn dắt thì thứ nhất là sau khi một có một cái nhịp rơi ở đây ạ nó đã có những cái nhịp cân bằng ở đây dòng tiền đánh vượt nền sau khi vượt nền nó có những cái nhịp cân bằng tái tích lũy trở lại ở đây tiếp tục dòng tiền đẩy lên và có hai phiên đó là hai phiên đi ngang để mà tiếp tục là có những cái nhịp xử lý lượng cung ở trên cái vùng này đó bên em thì cũng đã tham gia cổ phiếu GL ở hai phiên ngày uh, hôm thứ hôm mùng uh, 6 tức là hôm qua và hôm nay cũng tiếp tục vào. Đó. Thì với phiên hôm nay thì cả cả phiên sáng thì điều chỉnh loanh quanh cái vùng giá 71 đây thì em cũng đã báo cho các anh chị vào là cái vùng mà chúng ta nên tham gia bởi vì đây là cổ phiếu đang test nền với cái von không đáng không đáng ngại. Và phiên chiều thì von vào rất là khỏe. Thì ngay trong phiên nay thì đâu đó cũng đã được khoảng tầm 5 6% rồi. Đó thì cái cái room uh, khách hàng bên em ấy đây em sẽ lấy uh, dẫn chứng cụ thể luôn cho các anh chị đây ờ, uh, gấy l thì em đã có khuyến nghị từ hôm qua đó có hai mã là ltg và lig thì đây là hai mã cổ phiếu mà bên em cũng đã có canh tham gia tại cái vùng giá lấy vị thế 73 và khi về 71 thì sẽ mua gia tăng đó thì phim này thì cũng đã có những nhịp tăng rất là tốt hoặc thứ hai là lộc trời Uh, em sẽ qua với cổ phiếu của diệt may trước nhá. đó. cổ phiếu của diệt may thì TNG thì thực ra thì cổ phiếu này nó nó là khỏe hơn so với GL nhưng mà cái vị thế vào thì thì GIL nó lại dễ vào hơn. đó. có những cổ phiếu chúng ta nhìn thấy là cổ phiếu nó sẽ uh, dẫn dắt nhưng mà cái vị thế nó không không phù hợp để tham gia mua mới thì chúng ta uh, cũng hạn chế vào và chúng ta sẽ vào những cái mã cổ phiếu mà nó có những vị thế vào an toàn. Bởi vì quan điểm của em Tùng ạ là trước khi tìm kiếm lợi nhuận thì chúng ta hãy quản trị rủi ro trước. Đó, chúng ta đừng có thấy là những mã cổ phiếu tăng mạnh chúng ta vào mà phải đúng theo những nguyên tắc mà chúng ta tham gia. Đó, thì cổ phiếu, thí dụ như là cổ phiếu của TNG này thì nó sẽ có một cái nhịp target. Đầu tiên nó sẽ có một cái nhịp target lên đến vùng giá 34.5. Nhưng mà nhiều khả năng thì em đánh giá là nó sẽ lên được cái vùng 36 ở đây này. Đó, cái vùng 36 sẽ là cái vùng mà nó có thể là là lên được ở quanh cái vùng giá 36. Đó, còn đối với GL nhá thì thực ra nếu như các anh chị mà chưa tham gia thì đây vẫn là cổ phiếu mà các anh chị có thể canh tham gia được. TNG thì hiện tại không còn để vào nhưng GL dù cho nó đã tăng nhưng anh chị vẫn có thể tham gia được khi nó có những nhịp điều chỉnh nhẹ loanh quanh về cùng giá 75 ở đây. Đó, các anh chị có thể tham khảo hoặc nếu các anh chị muốn nhận được những khuyến nghị trực tiếp uh, từ em Tùng ngay trong phiên thì các anh chị là có thể tham gia room khách hàng bên em nhé. Cách thức như nào các anh chị cứ lệ tới em. Đó cái nhóm ngành thứ hai phải kể đến á, thì chúng ta phải kể đến nhóm ngành lương thực đó khi mà những vấn đề về khủng hoảng lương thực nó đang hiện hữu rất là lớn và rất là rõ nét ở trên thế giới đó thì với những mã cổ phiếu nào mà xuất khẩu nhiều cũng như là uh, xuất, uh, giao dịch bằng những cái đồng đô ạ thì các anh chị nên tập trung vào những mã cổ phiếu đó thì những mã cổ phiếu lương thực khi mà họ xuất khẩu sang họ cũng sẽ được hưởng lợi ngoài việc là nguồn cung trên thế giới hiện tại cũng đang gặp uh, những vấn đề đang thiếu hụt nguồn cung thì bản thân cái tỷ giá đồng đô nó cũng sẽ là một phần giúp cho lợi nhuận của doanh nghiệp gia tăng lên đáng kể thì sẽ có hai mã đó là LTG đó bên em thì cũng đã mua từ phiên thứ sáu phiên trước là ở giá đỏ nhé ở quanh cái vùng giá 38 38 5 thì đến phiên tới thì hàng về rồi thì loanh quanh ở đây cũng đã được khoảng tầm đâu đó là khoảng tầm độ 10 phần trăm đó thì đối với cổ phiếu này thì hiện tại nó không có điểm vào đâu Thì chỉ là có những cái vị thế chờ Các anh chị ít nhất phải chờ nó điều chỉnh test lại cái vùng giá 40, 41 ở đây Thì mới có thể là các anh tham gia được Còn nếu nó không chỉnh thì chắc chắn là anh chị sẽ không tham gia được Đó Cổ phiếu thứ hai đó là cổ phiếu của TR Đó Cổ phiếu này thì dòng tiền vào nó rõ rệt rồi Các anh chị nhìn thấy cây von to đùng đây 3 triệu 6 đây đúng ạ. À. Thì nếu như cổ phiếu này mà nó có những nhịp về test lại cái vùng 28.8 ở đây thì đây sẽ là cơ hội để cho các anh chị tham gia. Để test sâu thì khó nhá, sẽ rất là khó. Thì các anh chị canh đến cái vùng tầm 28.8 đến 29 ở đây thì anh chị có thể là tham gia dần được. Đó. Uhm, tiếp theo thì sẽ có một cái dòng mà chúng ta sẽ cần phải nhắc đến trong thời thời điểm hiện tại đó chính là đó là dòng điện thì NT2 đó là một cổ phiếu em đánh giá nó là đang là khỏe nhất đối với nhóm ngành điện. Đó khi mà nó kh nó không rơi bao nhiêu nhưng nó lại hồi phục nhanh nhất gần như là một trong những nhóm ngành hồi phục nhanh nhất. Thì NT2 đang là cổ phiếu dạng như vậy. Phiếu này thì nó lên nó xử lý cái vùng gáp ở đây, nó bị bán ngược trở lại như này thì cũng không phải là quá xấu đâu. Đó thì các anh chị hãy chờ nó về cân bằng tại cái vùng giá 25 nhá, nó lấp cái vùng gáp 25 đây thì các anh chị sẽ cân nhắc tham gia giải ngân dần. Đó thứ hai đó là gg đây cũng là cổ phiếu mà uh, đang được hưởng lợi cũng như là uh, giống như cái bài mà em đang phân tích đây này đây này đấy lý do tại sao các anh chị vào đọc nhé đó thì bản thân cổ phiếu này thì hiện tại ở cái thời điểm này là đang dòng tiền đang đổ vào rất là mạnh đối với nhóm cổ phiếu về điện thì chúng ta cũng sẽ nên tham gia vào đối với những mặt cổ phiếu dạng như thế này uh, một cổ phiếu khác đó là hà đô đây là cổ phiếu mà xuất thân từ nhóm bất động sản thế nhưng mà cổ phiếu này đã có một cái sự không phải là chuyển dịch mà họ đầu tư thêm mở rộng vào cái lĩnh vực về năng lượng tái tạo thủy điện và năng lượng tái tạo dòng tiền vào cực kỳ mạnh và bắt đầu từ uh, quý này sẽ bắt đầu là cho ra lợi nhuận đó dòng tiền vào rất là mạnh rồi thì nếu như các anh chị mà chưa tham gia thì canh cái vùng giá năm hai ở đây điều chỉnh lại thì các anh chị vào nhé quanh vùng giá năm hai đó thì đây sẽ là một trong những mã mà anh chị có thể là tham khảo. Bao hôm nay trần rồi thì thôi nhá. Bao hôm nay trần rồi thì thôi chờ chờ nhịp test lại cái vùng giá 14 ở đây. đó. thì tại sao mà chúng ta nhìn thấy được là cái dòng điện tiền đang vào thì anh chị lập một cái uh, một cái list danh sách đây. anh chị thấy cổ phiếu điện nào trả tăng đúng không? đó TTA này, đó bao này tăng trần này, các bạn cổ phiếu điện tăng rất là tốt này nó tức là dòng tiền đang đổ vào đâu thì chúng ta cũng nương tựa vào vai người khổng lồ ở đó. Thế tại sao nhóm dầu khí mà em lại không có khuyến nghị các anh chị tham gia nhịp này? Thực ra nhịp này thì chỉ ưu tiên với những cái uh, với những cái danh mục và những anh chị khách hàng mà đang nắm giữ thôi. Đó thí dụ như là BR thì thực ra nó đang có những cái nhịp là nhịp điều chỉnh và nó test lại cái vùng đỉnh ở đây đó trong phiên thôi còn đâu là kết phiên nó vẫn tăng như này thì nó quá khỏe thì thế nhưng mà nó đã không tạo ra được những cái điểm vào thì anh chị chỉ có nắm giữ thôi anh chị nhé ngoài ra thì bảo hiểm thì chúng ta phải nhắc đến một mã cổ phiếu phải nói là uh, giật trần sàn như này thì uh, thì thực ra thì nếu mà nói để mà phân tích ấy, thì uh, nó không phân tích chuẩn được đâu nhưng mà nếu mà xét về, về kinh nghiệm đầu tư cũng như là cái cảm giác về thị trường ấy, thì cổ phiếu này đang cho một cái mẫu hình rất là tốt. Một mẫu hình tăng trưởng cực kỳ tốt, đây là mẫu mẫu hình là cốc tay cầm ở đây. Đó, đây là một mẫu hình cốc tay cầm. Đó, các anh chị đừng có thắc mắc là cái cái tay cầm này nó xấu hay là cái mô hình đẹp mà cái cái mô hình này em vẽ nó không đẹp nhá. Chúng ta phải hiểu được bản chất chứ chúng ta đừng có nhìn vào vẽ đẹp hay không đẹp. Chúng ta hãy nhìn vào cái vận động của cổ phiếu nhá. Đó. Sau này thì em sẽ hướng dẫn cho các chị là lý do tại vì sao nhá. Tại vì sao nó lại là mẫu hình cốc tay cầm ở đây. Thì đây là đang tạo, ra một mẫu hình để các anh chị có hàng các anh chị cứ nắm giữ đi nhé Các anh chị cứ nắm giữ tiền và khỏe như này cơ mà nhé Đó. Ok, thế thì vậy thì với các anh chị nào mà uh, các anh chị muốn xử lý tài khoản hoặc là các anh chị muốn tham gia room khách hàng bên em để nhận những khuyến nghị uh, mua mới chẳng hạn thế khi mà các anh chị chưa biết là phải tham gia như thế nào thì các anh chị là cứ liên hệ tới em nhé. Ngoài ra thì có một cách để cho anh chị có thể tham gia được dịp này an toàn uh, An toàn hơn, giảm thiểu rủi ro Tức là các anh chị mua mới mà anh chị ngại ấy, Thì các anh chị có thể là sau khi mua xong Thì các anh chị có thể là tham gia Safi Đây là một sản phẩm mà duy nhất hiện tại VPS có trên thị trường Đây là một cộng đồng về chia sẻ đầu tư Đó thì uh, nó sẽ giúp cho các anh chị có thể hạn chế rủi ro trong những cái giai đoạn thị trường mà chẳng may thị trường có những nhịp điều chỉnh À, chẳng may cổ phiếu của anh chị có những nhịp điều chỉnh. Thì đây sẽ là một nơi giúp cho anh chị uh, sẽ giảm thiểu được rủi ro trong quá trình đầu tư nhé. Cái này thì em sẽ cố gắng sẽ hướng dẫn cho anh chị trong video sau. Hiện tại thì thực ra em nói nó cũng hơi rát họng rồi. Nên là các anh chị thông cảm cho em nhé. Dạ vâng, thì em cũng xin được kết thúc video tại đây. Thì em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư ạ.